Xin chào tất cả các anh chị, mình là Kim Hằng đến từ phòng huấn luyện Amway phụ trách nhãn hàng Nutrilite. Và ngày hôm nay Hằng rất vui vì có cơ hội được chia sẻ đến các anh chị giải pháp Nutrilite hỗ trợ sức khỏe phụ nữ. Như bác sĩ Vân đã chia sẻ, phụ nữ theo các độ tuổi sẽ gặp các vấn đề sức khỏe khác nhau, điển hình như thiếu máu thiếu sắt, lão hóa da, vấn đề về xương khớp, tim mạch, vân vân. Và chắc chắn rằng sự hỗ trợ dinh dưỡng sẽ giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của chị em phụ nữ chúng ta. Và ngày hôm nay, Hằng rất vui vì có cơ hội được chia sẻ đến các anh chị về giải pháp Nutrilite hỗ trợ sức khỏe phụ nữ, bao gồm 3 sản phẩm. Thứ nhất, đó là sản phẩm Nutrilite sắt và acid folic, Nutrilite iron folic. Sản phẩm thứ hai, đó là Nutrilite Selenium E. Và sản phẩm thứ ba, đó là sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium. Vậy, sản phẩm này sẽ mang đến những cái lợi ích cho sức khỏe, hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe mà chị em phụ nữ chúng ta đang quan tâm. Đó chính là vấn đề về thiếu máu, cải thiện sức khỏe làn da và vấn đề xương khớp. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vai trò của các thành phần có trong sản phẩm này, để từ đó hiểu rõ lý do tại sao các sản phẩm này lại có mặt ở trong bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ anh chị nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vai trò của sắt và acid folic đối với lại sức khỏe chị em phụ nữ. Hãy nói về sắt trước các chị em nhé. Thứ nhất, sắt sẽ tham gia vào hình thành hemoglobin của tế bào hồng cầu, vận chuyển oxy đến các tế bào cơ thể, rất quan trọng cho hoạt động tinh thần và thể chất. Chính vì vậy, nếu như chúng ta không đủ chất sắt trong chế độ ăn uống, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của cơ thể. Mức độ sắt thấp có thể dẫn đến sự thiếu tập trung, tăng tính cấu kỉnh và giảm sức chịu đựng. Thứ hai, sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên các enzyme của hệ miễn dịch, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Và đặc biệt, sắt rất cần thiết cho thai kỳ khỏe mạnh. Sắt rất tốt cho sự phát triển về thể lực và trí lực của thai nhi. Đối với phụ nữ mang thai, khi thiếu sắt, việc vận chuyển oxy cho cơ thể mẹ và thai nhi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh chị có biết, trong thời kỳ mang thai thì thể tích máu của người mẹ tăng 50% so với bình thường. Vì vậy, mẹ bầu cần có nhiều chất sắt để tăng cường sức khỏe và nhu cầu phát triển của thai nhi. Sắt tham gia vào việc phân chia tế bào và tạo ra những tế bào mới. Đặc biệt, trong vòng 10 đến 16 ngày đầu khi bắt đầu thụ thai, thì các tế bào thần kinh của thai nhi được tạo ra hàng loạt nhờ sắt và acid folic. Vì vậy, nếu không đủ sắt thời gian này, sẽ có nguy cơ lớn cho cả mẹ lẫn con. Đứa trẻ khó có được trí thông minh tuyệt vời về sau. Ngoài ra, sắt giúp tăng cảm giác ngon miệng, tăng sức đề kháng, giảm thiểu nguy cơ sinh non, nhiễm trùng, hậu sản, băng huyết sau sinh, suy nhược cơ thể ở người mẹ. Mẹ bầu bị thiếu máu do thiếu sắt sẽ không muốn ăn, không ngủ được và mệt mỏi vì không có oxy lên não và các tế bào trong cơ thể. Mặt khác, khi thiếu sắt thì sức đề kháng của người mẹ sẽ kém, từ đó sẽ dẫn đến sự nhiễm trùng. Và điều này còn ảnh hưởng đến em bé sinh ra mang tiềm năng thiếu máu thiếu sắt giống như người mẹ và khó đạt được sức khỏe như ý muốn. Đối với mẹ, việc thiếu sắt sẽ làm tăng nguy cơ sinh non, nhiễm trùng hậu sản, băng huyết sau sinh, suy nhược cơ thể vân vân. Còn đối với thai nhi thì việc thiếu máu thiếu sắt sẽ là yếu tố nguy cơ của việc suy dinh dưỡng bào thai, non tháng, nhẹ cân, ảnh hưởng đến sự phát triển về thể lực và trí lực của trẻ sau này. Vậy còn acid folic đối với sức khỏe của phụ nữ của chúng ta thì sao? Thứ nhất, acid folic sẽ tham gia vào quá trình phát triển và phân chia tất cả các loại tế bào của cơ thể. Tác dụng của acid folic đối với cơ thể đó là giúp sản xuất và duy trì các tế bào mới và đồng thời giúp ngăn ngừa những thay đổi ở DNA có thể dẫn đến ung thư. Acid folic đặc biệt quan trọng đối với các mô tế bào có chu kỳ đổi mới nhanh, chẳng hạn như làn da của chúng ta hay là niêm mạc ruột. Da đổi mới sau khoảng 30 ngày và da sẽ là cơ quan lớn nhất ở trong cơ thể của chúng ta và tại da sẽ diễn ra rất nhiều quá trình phân chia tế bào. Thứ hai, acid folic tham gia tạo các chất dẫn truyền thần kinh ở não. Thứ ba,
axit folic cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh. Axit folic tham gia vào quá trình hình thành tế bào hồng cầu, giúp ngăn ngừa thiếu máu. Axit folic đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các tế bào máu cho cơ thể. Chúng giúp tạo ra các tế bào mới bao gồm hồng cầu, nên mẹ bầu cần phải bổ sung đầy đủ axit folic để ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, tránh xảy ra các trường hợp như sảy thai, sinh non, dễ mắc các chứng rối loạn tâm thần sau sinh, suy dinh dưỡng bào thai hoặc trẻ mới sinh mắc các bệnh về tim mạch, hở hàm ếch nếu như người mẹ thiếu axit folic nghiêm trọng. Kế đến, axit folic giúp ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi. Trong thời kỳ mang thai, não và tủy sống của bé đã được hình thành trong tử cung, nên việc bổ sung đủ lượng axit folic vào thời điểm quan trọng này sẽ giúp cho thai nhi phát triển bình thường và khỏe mạnh, ngăn ngừa các khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng ở não và tủy sống như khiếm khuyết ở ống thần kinh, nứt đốt sống hoặc có thể sinh ra thiếu một phần não bộ. Anh chị có biết, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015 cho thấy 32,8% phụ nữ có thai, 25,5% phụ nữ tuổi sinh đẻ dễ bị thiếu máu. Thiếu sắt chiếm tỷ lệ 47,3% phụ nữ có thai và 23,6% phụ nữ tuổi sinh đẻ. Phụ nữ dễ bị thiếu máu thiếu sắt hơn so với nam giới, bởi vì dự trữ sắt của cơ thể phụ nữ thấp do bị mất máu trong các chu kỳ kinh nguyệt. Và khi có thai thì dự trữ sắt trong cơ thể của phụ nữ không đáp ứng đủ để tạo nên hồng cầu, do sự tăng thể tích máu càng nhiều để giúp nuôi thai nhi. Chính vì vậy, chị em phụ nữ có thể sử dụng bổ sung các sản phẩm chứa sắt và axit folic sẽ giúp hỗ trợ quá trình tạo máu được tốt hơn, như sản phẩm Nutrilite sắt và axit folic Nutrilite Iron Folic của Nutrilite chị nhé. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt? Sản phẩm Nutrilite sắt và axit folic của Nutrilite có chứa 3 thành phần, đó là sắt, axit folic và bột đông khô Sobina. Mỗi viên sản phẩm sẽ giúp cung cấp 10mg sắt hữu cơ, sẽ giúp dễ hấp thu và ít gây táo bón hơn so với sắt vô cơ. Mỗi viên sản phẩm chứa 226 microgram folate, tương đương với 133 microgram axit folic. Và bột đông khô Sobina có nguồn gốc từ nông trại hữu cơ của Nutrilite, sẽ giúp cung cấp các dưỡng chất thực vật có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Sản phẩm sẽ mang đến các công dụng như hỗ trợ bổ sung sắt hữu cơ và axit folic cho cơ thể, hỗ trợ quá trình tạo máu, hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Vậy ai là những người nên ưu tiên sử dụng sản phẩm này? Đó chính là những người bị thiếu máu, có biểu hiện da xanh, nhợt nhạt, hay là người bị mất máu do tai nạn hoặc mất máu trong quá trình kinh nguyệt, hoặc là người có nhu cầu gia tăng, chẳng hạn như phụ nữ mang thai cho con bú, hay là người có chế độ ăn bị thiếu hụt sắt. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến vai trò của vitamin E đối với sức khỏe phụ nữ. Vitamin E là loại vitamin tan trong dầu, rất quan trọng đối với cơ thể. Vitamin E có đặc tính chống oxy hóa tốt. Chính vì thế, vitamin E giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể, chống lại sự gây hại của các gốc tự do, tốt cho hệ tim mạch, hệ miễn dịch, bảo vệ hệ cơ, xương và võng mạc mắt. Vitamin E sẽ giúp cho làn da của chúng ta mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn, tình trạng da khô sạm, nhăn nheo, thiếu sức sống hay là tóc khô và dễ gãy rụng thường là do thiếu vitamin E gây nên. Thường ngày, làn da của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ bị các tia cực tím hủy hoại, khiến cho làn da trở nên đen sạm, mất đi tính đàn hồi, da trùng xuống, khiến cho khuôn mặt trở nên già đi. Và đặc biệt khi bước qua tuổi 30 thì mức độ lão hóa ngày càng cao. Các gốc tự do dư thừa sẽ khiến cho làn da của chúng ta nhanh chóng bị tổn thương. Việc bổ sung vitamin E là một phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện tình trạng trên, giảm tiến trình lão hóa và mang đến vẻ đẹp trẻ trung, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, thì phụ nữ có thai uống vitamin E sẽ giúp ích cho sự phát triển của thai nhi. Vitamin E sẽ giúp tử cung của em bé gái phát triển và hạn chế tình trạng teo tinh hoàn ở em bé trai. Ngoài ra, vitamin E còn góp phần làm giảm tỷ lệ sinh non hoặc sảy thai, đảm bảo an toàn cho cả mẹ bầu và thai nhi.
Nhiều chị em phụ nữ khi mang thai sẽ bị rạn da, làn da xấu đi trông thấy. Việc bổ sung vitamin E khi mang thai cũng sẽ giúp làn da của mẹ bầu đẹp hơn, ngăn ngừa hạn chế rạn da và giúp mẹ bầu tự tin hơn trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin E rất có lợi cho phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh. Phụ nữ trong giai đoạn này sẽ gặp các triệu chứng như là bốc hỏa, rối loạn kinh nguyệt, vân vân. Và vitamin E sẽ giúp làm giảm các triệu chứng này và giúp cho chị em cảm thấy thoải mái hơn, ổn định về tâm lý. Còn đối với trẻ em gái trong độ tuổi vị thành niên thì sử dụng vitamin E sẽ giúp cho làm giảm các triệu chứng đau bụng kinh trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Với những lợi ích mà vitamin E mang lại thì chắc chắn rằng vitamin E là một trợ thủ đắc lực với sức khỏe phụ nữ. Và sản phẩm Nutrilite Selenium E là một trong những sự lựa chọn tối ưu của chị em chúng ta. Nghe tên sản phẩm là chúng ta có thể biết được thành phần chính có trong sản phẩm. Chữ ba lấy từ chữ đầu tiên của chữ Basley, nghĩa là ngò tay. Selenium chính là khoáng chất selen và E chính là vitamin E. Và mỗi viên sản phẩm Nutrilite Selenium E sẽ cung cấp cho chúng ta 330mg tương ứng với 400IU vitamin E, 10 microgram selenium. Selenium là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, sẽ giúp ngăn chặn các gốc tự do ở trong cơ thể. Và 50mg bột đông khô ngò tay sẽ cung cấp các dưỡng chất thực vật giúp chống oxy hóa, mang lại các lợi ích cho sức khỏe đối với chúng ta. Và với các thành phần trên, sản phẩm Nutrilite Selenium E sẽ mang lại công dụng đó chính là bổ sung dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin E và selenium cho cơ thể, giúp chống lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Cách dùng, mỗi ngày chúng ta sẽ uống một viên, tốt nhất cùng với bữa ăn anh chị nhé. Và ai sẽ nên sử dụng những sản phẩm này? Đó chính là những người từ 15 tuổi trở lên. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến vai trò của khoáng chất canxi và magie đối với sức khỏe phụ nữ như thế nào nhé. Hãy nói về canxi trước anh chị nhé. Canxi là khoáng chất phong phú nhất trong cơ thể con người, với hơn 99% được tìm thấy trong xương và răng. Canxi đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và duy trì xương khỏe mạnh. Nếu cung cấp không đủ sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương. Canxi cũng quan trọng đối với chức năng thần kinh, đông máu và sức khỏe cơ bắp. Canxi có một vai trò quyết định trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời phụ nữ. Thứ nhất, canxi sẽ giúp tăng cường sức khỏe của xương, ngăn ngừa loãng xương. Canxi rất quan trọng đối với trẻ em và thanh niên. Các cô gái mà đạt được đến mật độ xương cao nhất ở tuổi vị thanh niên và bắt đầu mất khối lượng xương khi già đi. Việc bổ sung đầy đủ canxi trong thời kỳ thanh thiếu niên sẽ giúp các bé gái bắt đầu cuộc sống trưởng thành với hệ xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ gãy xương khi trưởng thành. Chế độ ăn uống thiếu canxi sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương trong cuộc sống sau này. Kế đến, canxi giúp duy trì vóc dáng khỏe mạnh và thon gọn. Canxi đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát cân nặng và giảm cân. Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung canxi đủ theo nhu cầu khuyến nghị sẽ giúp kiểm soát cân nặng. Nghiên cứu cho thấy rằng, canxi có thể liên kết với chất béo trong ruột và ngăn cơ thể ức chế hấp thụ chất béo. Ngoài ra, canxi còn ức chế việc sản xuất các hormone gây tích tụ mỡ trong cơ thể. Kế đến, canxi còn giúp ngăn ngừa tổn thương da. Sự xuất hiện các đốm trắng ở trên khuôn mặt và làn da có thể là do thiếu hụt canxi. Một chế độ ăn đủ canxi sẽ giúp loại bỏ các đốm trắng và giúp làn da sáng tự nhiên. Ngoài ra, canxi còn đóng một vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phục hồi làn da. Canxi ở trong lớp biểu bì sẽ giúp cơ thể điều chỉnh tốc độ tạo ra các tế bào da mới để thay thế các tế bào cũ và tốc độ bong tróc các lớp tế bào da cũ. Da không có đủ canxi dự trữ trong lớp biểu bì sẽ khiến cho da mỏng và khô. Ngoài ra, canxi còn giúp tránh hội chứng tiền kinh nguyệt. Hội chứng tiền kinh nguyệt có đặc điểm là dễ bị kích thích, lo lắng, không ổn định về tình cảm, trầm cảm, phù, đau ngực, đau đầu, xảy ra trong từ 7 đến 10 ngày trước và thường kết thúc vài giờ sau khi bắt đầu kinh nguyệt. Và phụ nữ có chế độ ăn uống thiếu hụt canxi sẽ đáp ứng bất thường với estrogen và progesterone, gây ra các triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt.
Việc duy trì mức canxi tối ưu là điều cần thiết đối với chị em phụ nữ có các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt. Có thể nói, canxi mang lại rất nhiều lợi ích cho chị em của chúng ta, phải không nào? Vậy thì magie thì sao ạ? Magie sẽ giúp làm giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Magie sẽ là khoáng chất giúp thư giãn hệ thần kinh và giúp chị em có một giấc ngủ ngon. Việc bổ sung đủ magie sẽ giúp cơ thể đáp ứng tốt hơn trước tình trạng căng thẳng cấp tính và mãn tính. Magie giúp giảm hội chứng tiền kinh nguyệt và đau bụng kinh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự thiếu hụt magie phổ biến ở những phụ nữ mắc hội chứng tiền kinh nguyệt, và bổ sung magie sẽ giúp giảm các triệu chứng như đầy hơi, thay đổi tâm trạng, đau vú, thèm ăn, lo lắng, mất ngủ. Và nhiều chị em phụ nữ bị đau bụng kinh trước hoặc khi bắt đầu kỳ kinh, việc bổ sung magie sẽ giúp làm giảm các cơn co thắt tử cung và giúp chị em phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, magie còn giúp giảm đau đầu, đau nửa đầu và căng cơ. Nếu chị em phụ nữ thường thấy đau đầu do căng thẳng hoặc thường xuyên gặp phải tình trạng đau nửa đầu, thì đây là lúc mà chị em của chúng ta cần bổ sung magie vào chế độ ăn của mình. Mồ cờ chứa 25% tổng lượng magie của toàn bộ cơ thể. Và khi mà hàm lượng magie thiếu hụt trong mồ cờ sẽ góp phần gây nên sự căng thẳng, đau thắt lưng và đau đầu. Các nghiên cứu cho thấy, những người mà bị đau nửa đầu có nhiều khả năng bị thiếu magie hơn. Và khi bổ sung magie sẽ giúp làm giảm số lượng và cường độ của các cơn đau nửa đầu. Thêm vào đó, đau đầu và đau nửa đầu cũng có thể liên quan đến căng thẳng và mất cân bằng hormone. Và magie cũng có những tác động tích cực cho việc giảm căng thẳng và hoạt động của các hormone này. Đặc biệt, magie tốt cho xương khớp. Magie sẽ giúp cải thiện sự hình thành tinh thể xương, làm giảm nguy cơ loãng xương, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi và thay đổi lượng hormone nhất định liên quan đến điều hòa canxi trong cơ thể. Và chị em phụ nữ có thể bổ sung dưỡng chất canxi và magie đến từ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium và Magnesium để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe hệ xương. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt? Điều đặc biệt có trong sản phẩm đó chính là tỷ lệ canxi và magie là 2:1. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ canxi và magie là 2:1, đây chính là tỷ lệ mà giúp gia tăng hoạt động hiệu quả của hai khoáng chất này trong cơ thể của chúng ta. Đối với sức khỏe hệ xương, ngoài canxi và magie thì sản phẩm chứa các khoáng chất khác như là kẽm, mangan và đồng sẽ giúp duy trì mô liên kết, phát triển các sợi collagen trong xương và đóng vai trò như là chất hỗ trợ cho một số các enzyme quan trọng trong cơ thể để xây dựng hệ xương khỏe mạnh. Thêm vào đó, sản phẩm còn có chứa bột đông khô cỏ linh lăng có nguồn gốc từ trang trại hữu cơ Nutrilite, chứa các dưỡng chất thực vật chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe cho hệ xương của chúng ta. Với cái thành phần độc đáo như đã nêu trên, đã mang đến công dụng của sản phẩm đó chính là bổ sung canxi và magie giúp hệ xương răng chắc khỏe, giúp trẻ phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương chậm lớn ở thiếu niên và giảm nguy cơ loãng xương ở người già. Và cách dùng sản phẩm này đó chính là chúng ta uống mỗi lần mỗi viên, mỗi ngày 3 lần, tốt nhất ngay sau bữa ăn. Đối tượng sử dụng sản phẩm này đó chính là những thiếu niên từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành cần bổ sung canxi. Thiếu niên từ 9 tuổi trở lên bị còi xương chậm lớn, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, hấp thu canxi kém, hay là phụ nữ tiền mãn kinh, người già loãng xương. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu về giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ bao gồm 3 sản phẩm. Đó là sản phẩm Nutrilite sắt và acid folic, Nutrilite iron folic, Nutrilite Barcelanum E và Nutrilite calcium magnesium. Và với các thành phần chủ đạo như là sắt, acid folic, vitamin E, canxi, magie sẽ giúp tăng cường sức khỏe phụ nữ. Bên cạnh giải pháp dinh dưỡng Nutrilite, cùng với việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động đúng cách, các lối sống lành mạnh như là kiểm soát căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ, vân vân. Mong rằng tất cả chị em phụ nữ của chúng ta đều có một cuộc sống chất lượng, hạnh phúc. Và phần trình bày của Hằng đến đây là hết. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.